Anh Giang xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19. Trong chương trình Văn hóa và Giáo dục hàng tuần được phát 4 lần, tối thứ Hai 8:30, sáng thứ Tư 6:30, chiều thứ Sáu 5:30 và trưa Chủ nhật 1:30. Kính thưa quý vị, để tiếp tục câu chuyện của phần 1 Tôn sư trọng đạo và những cái hệ lụy dẫn đến cái ngôn ngữ ngày nay đang được sử dụng ở trong nước và dần dần lan sang đến cả hải ngoại. Thì thưa quý vị, Thanh Giang cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng mình tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào giáo sư Trần Ngọc Dụng. Dạ, kính chào cô Thanh Giang, kính chào quý vị khán giả. Xin hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình này. Dạ, thưa giáo sư, trong cái phần 1 thì chúng ta có nói đến những cái vui buồn, cái sự khác biệt của cái nền giáo dục Việt Nam trước năm 1975, trong cái quãng thời gian khoảng chừng 21 năm, từ năm 1954 cho đến năm 1975, và cái sự biến đổi sau đó năm 1975 trở đi để mà dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay. Dùng cái chữ tôn sư trọng đạo mà có một phần nào đó ngậm ngùi, thì bây giờ mình nói chuyện trực tiếp về những cái hậu quả của cái nền giáo dục sau năm 1975 đưa đến những thứ tiếng mà có thể phải gọi là tiếng Việt không biết có còn đáng yêu hay không. Thì thưa theo giáo sư, tiếng Việt của người Việt Nam mình dùng bây giờ theo giáo sư nhận định nó như thế nào? Dạ, thưa cô Thanh Giang, thưa quý vị khán giả, tôi đã nhiều lần, không biết tôi đã trình bày, có trình bày với quý vị trong trên chương trình này, trên đài này không, và tiếng Việt của tiếng ngôn ngữ nào vậy, nó có tới 7-8 cái tầng. Cái tầng trên cùng nó là officially, academies, rồi đến neutral or informal, rồi đến neutral rồi đến informal, rồi standard rồi substandard, rồi dưới này là colloquial, rồi dưới này tabu, rồi tất cả thứ, tức là dưới này là hàng lâm, ngôn ngữ hàng lâm, rồi thứ hai là ngôn ngữ chính thống, rồi ngôn ngữ tiêu chuẩn, rồi ngôn ngữ bình dân, rồi ngôn ngữ đường phố, rồi vân, rồi nói tiếng lóng, rồi dưới này là văn chục tử thề. Yeah. Thì cái ngôn ngữ nào cũng có cái chữ đó hết, cũng có cái bảy cái lớp đó hết. Ấy. Thì ngày xưa thì quý vị, khi chúng tôi đi học á, thì thầy và cô giáo, các vị trong trường dạy cho chúng ta những cái điều chỉ cần nói, và dùng những chữ chỉ cần cho đúng trên cái nội dung đó để chúng ta viết và nói cho nó phù hợp. Trừ khi giận dữ, chửi bới nhau thì chúng ta dùng những văn tục tử thề. Khi mình nói chuyện với nhau trong bạn bè với các thứ thì chúng ta lại dùng chữ lóng. Thì cái đó là cái mà cái môi trường sử dụng ngôn ngữ cũng giống như cái nội dung cần diễn đạt. Thì bây giờ với cái tình trạng giáo dục hiện nay, thưa quý vị, tiếng Việt nó không còn giữ 7 thay 8 cái lớp, cái tầng của cái ngôn ngữ đó nữa, mà nó bị đồng hóa thành một cái gọi là ngôn ngữ đường phố. Và cái ngôn, và thưa quý vị, như này như là ở Mỹ đây chẳng hạn, chữ tiếng lóng cũng, tiếng lóng nó cũng có rất nhiều lắm, mà nhiều giới nào cũng có tiếng lóng riêng của họ cả, mà ở trong cái giới chuyên môn họ gọi là jargon đó. Jargon thì là cái tiếng lóng nó là một cái để xuất phát tự phát, và đồng thời có những cái sáng kiến của những cái học của sinh viên của nó rất đáng tôn trọng, chứ không, nhưng nó được áp dụng như thế nào thì thưa quý vị, như tôi nhớ cách đây 4 năm á, thì họ mới ở Mỹ đây họ mới đưa ra một cái bản đề nghị sử dụng 2.000 chữ lấy từ cái số chữ mà tiếng lóng của các giới sinh viên sử dụng để có thể đưa vào dòng chính. À. Để có thể sử dụng không? Ví dụ như ngày xưa quý vị thấy omnibus, nó không dùng chữ omnibus, bỏ chữ omni đi, dùng chữ bus. Thay vì nó telephone, nó không dùng telephone nữa, dùng chữ phone. Thì những cái chữ bus, chữ phone thế này là hồi xưa nó là lóng đó. À. Nguyên nó là lóng đó.
Dạ. Bây giờ sau này từ bây giờ ai cũng dùng, nó phone cho tôi đi chứ đừng nó tôi telephone cho tôi nữa. Đừng. I take it on an omnibus nữa. Hoặc là influenza thì không, nó influenza mà nó flu thôi. Thì quý vị thấy những cái chữ đó hồi xưa đó, nó cắt, nó thành chữ lóng. Rồi bây giờ nó biến thành cái chữ chính thống. Nhưng mà nếu xã hội chấp nhận thì dùng, mà không chấp nhận thì nó bỏ. Cái tình trạng nó xảy ra ngay tại Việt Nam hiện nay là sao? Nó xảy ra một cái tồi tệ là chỗ mới ngày hôm qua một cái đám đứa nào đó nó mở miệng nó nói cái chữ này ra thì ngày hôm sau cả báo chí toàn quốc sử dụng nó ngay, không thông qua bốn cái quy trình khoa học, tức là nghiên cứu, tụ tập tất cả các thứ, kiểm chứng rồi các thứ, rồi làm sao nó biến thành một cái, từ một cái ý tưởng nó biến ra một cái hệ luận, rồi đáng biến ra cái định đề, nó không theo cái quy trình đó. Vì vậy cho nên nó bát nháo là bát nháo ở chỗ đó. Chứ mình không thể phủ nhận tất cả những cái chữ mà nó sử dụng, nhưng mà tương lai là cái tính cách làm thế nào để hợp thức hóa những cái chữ sử dụng nó như thế nào, đúng theo cái gọi là cái chủ trương, cũng giống như theo cái khuynh hướng của xã hội trên toàn thế giới. Ngôn ngữ nào cũng vậy cả, chứ không phải chỉ có tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt nó tệ là cái chỗ là mới ngày hôm qua hằng kia nó mới nói chữ này, cái ngày hôm nay báo cả trăm tờ báo. Tiếng Việt nó có tới Việt Nam có tới 800 tờ báo, nó đồng loạt nó dùng cái chữ nó liền ngày hôm sau. Thì quý vị thấy rõ ràng đó là có thấy cái tệ nạn đó là chỗ đó đó. Và không những thế, thưa giáo sư, là có những cái chữ nó đã từng hiện hữu rồi, nhưng mà ngày xưa chúng ta sử dụng nó trong một cái giới hạn, ý nghĩa nó khác, và sau này cũng cùng một cái chữ đó mà có thể họ dùng một cách bừa bãi hơn, biến từ danh từ thành tĩnh từ hoặc là động từ. Thí dụ như chữ ấn tượng, nó là một chữ danh từ mà sau này thì họ sử dụng nó như là một động từ, ấn tượng với người này, ấn tượng với người kia. Cho nên là rồi từ những cái chữ mà họ gom lại cũng trải qua rất là nhiều giai đoạn. Cái sau năm 1975 thì họ theo cái chế độ gọi là Việt hóa hết tất cả. Những chữ như máy bay trực thăng thì họ đổi lại là máy bay lên thẳng. Rồi bệnh viện sinh đẻ thì họ lại nói là xưởng đẻ. Có những cái chữ mình nghe ngay sau năm 1975 mình thấy ở cái sự thô cục của cái ngôn ngữ Việt Nam, nó mất đi cái nét thanh tao, mất đi cái sự đẹp, và họ bài trừ hết tất cả những chữ nào mà là Hán Việt. Nhưng mà trong thời gian về sau này thì những cái chữ Hán Việt lại quay trở lại, và quay trở lại một cách rất là tối nghĩa. Thí dụ như trước đây chúng ta chỉ có nói là một cái sự việc, một cái món hàng nó có phẩm chất cao, hoặc là số lượng của cái món hàng đó đã đưa đến cái kết quả là giá thành nó rẻ đi. Nhưng mà họ đã gom cả hai chữ phẩm chất và số lượng lại thành là chất lượng. Một món hàng mà làm sao có thể vừa có phẩm chất mà lại có số lượng để cho nó rẻ được, phải không ạ? Yeah. Đó là mình nói một cách phiên phiến. Thôi thì bây giờ trở lại với cái ngôn ngữ mà 7 tầng lớp mà giáo sư đã nói, và thấp nhất là văn tục chỉ thể đi đến cái ngôn ngữ đường phố. Thì Thanh Giang cảm nhận là bây giờ ngoài cái ngôn ngữ đường phố đang lan tràn đó, nó vẫn còn lại những cái ngôn ngữ ở trong quân đội. Thí dụ như chúng ta nói là mình cùng đồng ý với nhau ở cái việc này sẽ giải quyết như thế, thì cái ngôn ngữ quân đội là nhất trí, xử lý, phải không ạ? Yeah. Thì những cái chữ đó nó không có ở trong cái đời sống bình thường của một gia đình, một cái phạm vi nào cả, ngoại trừ quân đội. Và đi xa hơn nữa thì có những chữ mà phải chỉ có ở trong cái phạm vi gia đình với nhau thôi thì mới có thể nói chuyện được. Thí dụ như chữ mình. Thế nào mà chúng ta tưởng tượng ở trong một nơi công cộng mà cái vị đứng ra cầm micro nói là mình ngồi xuống để chương trình có thể bắt đầu, cái chữ mình đó sử dụng có đúng không thưa giáo sư?
Thưa cô Thanh Giang, tôi nghe cô nói hồi nãy giờ thì tôi xin thưa, xin tóm là tóm cái nếu mà phân tích ra nó cặn kẽ hơn một chút xíu, và nếu được thì có lẽ chúng ta phải cần nhiều thời giờ hơn. Thành ra xin nói thêm một vài điểm rất là nhanh, đó là nó có nhiều khía cạnh trong cái vấn đề này chứ không phải chỉ có một. Thành ra thưa cô, tôi sẽ xin phép được trả lời cô sau. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin quý vị vui lòng đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại.